Tên người xin chào cô chú. Hôm nay Tim Thế Kiệt sẽ đi lên chỗ cây dừa, cái lượm dừa khô về làm kẹo. Mời cô chú cùng đi với con. Đi cùng với con là có cái hố. Mình làm không đi. Gọn tới cây dừa cũng gọn. Kia là cây dừa con gọn. Đó là cây dừa. Hả? Đâu xuống chỗ đây nó rụng lắm nha. Chị Trí mấy. Đây, hiện tại cái hố xuống là để lượm dừa. Đó, đụng vô cái gai cái chọt lủng tay ơi. Ẻo ghim nữa. Đó, đó. Bình tĩnh. Đây, anh cái hố rất là bình tĩnh. Coi gai móc đít đó nha. Đây, anh cái hố đi xuống đó. Làm gì hố? Đâu, quăng lên, ta chụp cho. Mẹ quăng lên sơ, nó lọc xong á. Lên. Đồ. Mạnh lên. Đó. Đây là trái dừa đầu tiên nha. Đâm lát mông mà. Đó, chốt cái vô đậu tao đi. Lên. Quế hay, quế gớ gớm, quế hay, quế gớ gớm. Cái đó chắc không có bợn đâu. Mày thôi cũng cần gì bổ thử. Đây, hành quả của cái hố lượm dừa nó xong. Còn muốn gì nữa? Nhà tao chắc còn trái nữa. Chuyện đi. Về ăn cứ quay cái nước mắm đó. Tao quay rồi, mày khiêng đi. Đây, chắc lên đây một trái thôi nè. Chắc lên cho nhỏ nhỏ thôi. Mệt luôn á. Đây, bây giờ con di chuyển dừa lên bờ. Thank you.
còn nước phải không? Cái lượng quá hay. Cái lượng mình chặt lên trên đầu á. Tới giờ quả không nuôi kìa. Là những chú khỉ tinh nghịch. Chưa để bên nào. Lúc lấy đèn nhiêu lửa. Nhiều. Nhiêu lửa lại nhiều. Không có bé. Để cái đèn nhiêu lửa. Đây là muốn hết nửa trái rồi đó. Chứ rửa sao mà chả? Giao nè. Đi đẹp rất là bình thản luôn á Phú à. Mày lên này đi à. Con voi nhỏ là để ế xong tí là cỡ cả. Con voi mày Phú. Nào giỏi à. Vỗ tay vỗ tay. Đi đi. Vô coi tivi đi đại. Dạ, vô tắt tivi giùm mèo ơi.
bụng miệng đang nên nó lọt nó vừa. Lúc tụi con vừa lọt xong cái trái hai trái kia, giờ nó lọt chưa được nửa trái. Bây giờ còn gieo, giờ còn quay như đi nữa. Chơi quay lại, quay lại, lúc quay xong là mèo bóc vô mèo liền liền. Đã còn gieo, gieo thì chuyền tay cái này, chuyền tay đó. Thôi mày ăn, mày đưa mày miếng mày giục ra.
Hãy
Cô chú, các video lần sau. Bye.